Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. mời các bạn lắng nghe tác phẩm Nửa gánh suy tư, hành trang cần thiết cho các bạn trẻ sắp bước vào đời. Tác giả Hoàng Mạnh Hải đơn vị ủy thác bản quyền, công ty cổ phần xuất bản khai tâm. Giọng đọc, kẻ trộm hương. Lời mở đầu Một ngày đầu năm 2010, trong khi tôi chỉ thỉnh thoảng viết vài bài báo ngắn hoặc viết bài đăng trên các diễn đàn online, Nói đủ thứ chuyện cho các bạn thành viên đọc và thảo luận, thì một bạn nhắn tin hỏi, anh nên lập một tài khoản Facebook để viết bài. Như thế sẽ có nhiều người được đọc những bài viết của anh hơn. Tôi thấy hay và làm theo. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến một thế giới mạng mới, nhiều tương tác và có mức độ tự do diễn đạt suy nghĩ của mình cao hơn rất nhiều so với việc viết bài cho các báo. Từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua. Xét trong chuỗi sinh hoạt của một đời người thì 10 năm chưa phải là dài. Nhưng nếu chúng ta chịu khó suy tư tìm hiểu Nhất là đối với những ai ưa tự vấn lương tâm về mục đích sống của đời mình, thì 10 năm là một khoảng thời gian đủ để ta trưởng thành về nhiều mặt. Huống chi, như người ta thường nói, 10 năm đầu của thế kỷ 21 có nhiều thay đổi hơn toàn bộ thế kỷ 20. Thập niên thứ hai của thế kỷ 21 càng thay đổi nhiều hơn thập niên thứ nhất. Đặc biệt với tôi, đó là khoảng đời từ 40 đến 50 tuổi, cái tuổi chính chắn nhất của khả năng tiếp thu, thì 10 năm vừa qua càng có nhiều ý nghĩa. Tôi đã học được vô số những điều hay bằng cả 3 phương thức, học hỏi, trải nghiệm và quan sát. 10 năm đời người trong tình hình đất nước và thế giới thay đổi quá nhanh đã không trôi qua uổng phí. Chúng ta đã có cơ hội đi trải qua nhiều kinh nghiệm vui buồn. Những điều đã học miễn phí đó thường được tôi chia sẻ trên Facebook cho mọi người và một lần nữa nhiều bạn đã nhắn tin, nói chuyện tất cả đều khích lệ tôi viết cuốn sách này tôi mang ơn nhiều người trên con đường nhân sinh đầy trắc trở mang ơn cha mẹ sinh thành ơn anh em sống tình cốt nhục từ bạn bè thân thiết ngoài đời đến những người chỉ quen trên mạng vô danh hầu như ai cũng đối xử tốt với tôi đều giúp đỡ để tôi làm được những điều cần thiết và hôm nay những dòng chữ đầu tiên này là lời tri ân riêng dành cho họ trước khi đi vào nội dung chính của cuốn sách như một món quà chung cho tất cả mọi người. Những điều các bạn đã được đọc trong cuốn sách này không xuất phát từ các công trình nghiên cứu khoa học lớn lao hay những cuộc thăm dò ý kiến đại chúng, đây chỉ là những suy nghĩ chủ quan của riêng tôi, viết ra cho những ai muốn tham khảo có thêm một góc nhìn. Các bạn hãy đọc nó với một tư duy độc lập và một tâm trí mở rộng để tự xác định rõ hơn cho mình những điều trước đây còn thấy mơ hồ. Tôi định gói gọn nội dung cuốn sách này vào trong hai ý chính, vấn đề tìm kiếm một nhân sinh quan cho đời sống được có ý nghĩa và vấn đề sử dụng tiếng Việt sao cho giữ gìn được cái hay của nó. Nhân sinh quan, quan niệm về kiếp người là điều mà lẽ ra bất cứ học sinh trung học nào cũng đều có thể kịp trang bị cho mình trước khi kết thúc 12 năm học phổ thông. Nó như ngọn hải đăng trên biển, như tấm bản đồ mà nhờ đó các nhà hàng hải phiêu lưu chân trời gốc biển có thể tìm được đường đi đúng. Đời sống con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chắc chắn phức tạp và nhiều chông gai hơn một cuộc hải hành. Thì làm sao ta có thể sống ổn mà không có một nhân sinh quan? Tiếng Việt còn quan trọng hơn. Có gì giúp chúng ta giữ được bản sắc một người Việt Nam cho bằng nói trôi chảy thương ngôn ngữ của nước Việt? Theo học giả Lâm Ngữ Đường, thì tình yêu quê hương là cảm giác bồi hồi nhớ lại những món ăn ngon ngày xưa mẹ nấu. Ông nói câu đó là nói chung cho tất cả mọi người trên thế giới, bởi vì ông là một triết gia. Triền với chúng ta thì có phải người mẹ ấy ngày xưa đã hát ru con bên vành nôi những câu ca dao bằng tiếng Việt? Nói và viết tiếng Việt chuẩn không chỉ là kỹ năng giao tiếp mà còn là có khả năng học được cách sống hợp đạo lý của người Việt Nam, giữ được tính dân tộc của mình. Sử dụng tiếng Việt kém quá thì khó lòng giữ được bản sắc văn hóa của quê hương. Không thể không dạy và học tiếng Việt cho thật đàng hoàng tới nơi, tới chốn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những điểm cơ bản và quan trọng về nhân sinh quan và tiếng Việt trong cuốn sách này. Như các bạn thấy trên một lục, tôi chỉ để tên những chủ đề lớn để tiện theo dõi. Và như những cuốn sách bình thường khác, cuốn sách này cũng sẽ được đọc từ trước ra sau. Tuy nhiên, vì mỗi phần được viết đầy đủ thành những đoạn riêng, nên nếu muốn, các bạn có thể đọc theo thứ tự nào tùy ý. Khi bạn cầm trên tay cuốn sách, thì có nghĩa là những suy tư của tôi cuối cùng đã đến được với người mà tôi muốn chia sẻ. Chân thành cảm ơn bạn đã đoái hoài. Dù bên ngoài bây giờ là nắng sớm hay mưa chiều, thì cũng chúc bạn tìm thấy được nhiều niềm vui khi đọc nó. Hoàng Mạnh Hải Phần 1 Nói về nhân sinh quan Ba vị tú tài Lâu lắm rồi, nếu tôi nhớ không lầm là khoảng cuối năm 1980, trên sân nhà bác tôi có nhiều người tụ tập. Thời đó thanh niên nam nữ có rất ít chỗ để đi chơi, chỉ đến mấy nhà có sân rộng để gặp nhau nói chuyện, tán gẫu vậy thôi. Mà nhà bác thì có cái sân có thể nói là rộng nhất xóm. Hàng tuần có một cuộc họp của đội sản xuất thường được tổ chức ở sân này, nếu trời không mưa. Chiếc bàn gỗ và mấy cái ghế đặt bên hiên hầu như luôn có người chiếm giữ. Các vị khách tuổi từ thanh niên đến trung niên đều là nông dân. Họ ghé chơi, lúc thì đánh cờ, khi thì chỉ nói chuyện động án. Thỉnh thoảng tôi thấy một chai rượu được đặt lên bàn nếu hôm đó có khách đặc biệt đến từ phương xa. Tôi thuộc nhóm con nít lớn, nghĩa là chưa đủ tuổi đi ngồi với các chú các anh, nhưng đủ lớn để đảm nhận một chân sai vật, chạy tới chạy lui. Mà chỉ giúp nấu nước pha trà thôi là đã có thể được nghe lắm chuyện hay, lần đó trong sân ấy có ba người khách đặc biệt lâu ngày mới gặp lại nhau gọi là khách cũng không đúng lắm vì trong đó có một người là chú ruột của tôi tức là em của chủ nhà năm 1975 chú bị Đức liên lạc với gia đình mấy năm sau mới tìm nhau được chú trước là sĩ quan thủ Đức người khách thứ hai là bác sĩ và người còn lại là thầy giáo cả ba đều có bằng tú tài đôi tú tài toàn phần tức là học trọn vẹn hết lớp 12 và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Hồi đó người ta phân bằng tú tài ra làm ba loại. Tú tài ban A lấy các môn vạn vật và hóa học làm trọng tâm. Có bằng này, người ta có thể học tiếp đại học y khoa để thành bác sĩ. Tú tài ban B là toán lý, ai học lên cao nữa sẽ thành kỹ sư. Tú tài ban C tập trung vào các môn triết học, văn chương và ngoại ngữ. Ra trường với tấm bằng tú tài ban triết thì thường là đi theo nghề giáo, thành nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ hay nhà thơ. Ba vị ấy nói chuyện nghe rất thích, không chỉ vì kiến thức mà còn vì sự lịch thiệp mà họ dành cho nhau. Nói chung là họ nể chuyên môn của nhau trong lúc trao đổi ý kiến. Khi bàn về đề tài sức khỏe, tất cả cùng lắng nghe ông bác sĩ. Bàn chuyện chiến tranh thì vị quân nhân nói được nhiều hơn. Còn bàn về chuyện đời hay các nguyên tắc phân biệt đúng sai thì họ nghe ông thầy có bằng về môn triết Tất nhiên là ai cũng có chính kiến của mình trong từng lĩnh vực, nhưng người ta biết tôn trọng cái chuyên môn của người khác. Tôi nghĩ đó là thái độ rất hay của người có học. Tôi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những lần nghe người lớn nói chuyện với nhau như vậy, mà sau này tôi mới nhận ra. Có những bài hát chỉ nhớ nửa lời, những bài thơ đứt đoạn, những câu hát ru em thậm chí còn bị tam sao thất bổn được mang ra bình luận nó khiến tôi tự nhiên có ý muốn tìm hiểu thêm cho rõ ràng các môn khoa học xã hội. Mặc dù ở trên lớp tôi có xu hướng thích các môn khoa học tự nhiên hơn. Xóm tôi được thành lập theo kiểu khu kinh tế mới. Sau năm 1975, sau năm 1975, một số lớn người dân các nơi được đề nghị đi đến những vùng kinh tế mới làm lại cuộc đời. Rồi những năm 1976-1979, cả nước lâm vào nạn đói, dân tình thê lương, làng mạc tiêu điều. Nhưng cái học vẫn được đề cao, dù đang trong tình cảnh cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Nhà nào cũng muốn cho con đi học. Với họ, học là để nên người và để được tôn trọng. Không chờ trở thành ông nọ bà kia mới được tôn trọng. Người ta trọng bạn từ khi còn cấp sách đến trường. Con nhà có học là cụm từ tôi được nghe người ta nói về những đứa học sinh chúng tôi khi còn đang học cấp 3. Và khi nói thế, người nói cũng đã thể hiện mình là người đàng hoàng hầu như bậc làm cha mẹ nào cũng biết câu muốn sang thì bắt cầu kiều muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy trong câu chuyện của ba vị tú tài năm xưa đó cũng có câu này đây không biết có phải là điểm khởi đầu cho tôi nghĩ về một thứ gọi là nhân sinh quan không nhưng quả thật là từ ngày đó tôi bắt đầu nghĩ đến sự học và vai trò của người thầy tôi bắt đầu quan tâm đến chữ nghĩa đến lời giảng của thầy cô hơn nhờ vị thầy giáo mà tôi biết trong câu ca dao này chúng ta gặp hai chỗ khó hiểu một là chữ sang và hai là chữ kiều nếu đọc rồi hiểu theo nghĩa của từng chữ thì sẽ có hai cách hiểu khác nhau sang là động từ và sang là tính từ lướt sở trên mạng cũng thấy nhiều bài viết nêu ra hai cách hiểu đó bởi nhiều tác giả có vị là giáo sư nữa đó là điểm đáng buồn vì cứ theo cái đà này thì mai mốt đọc ca dao người ta chỉ toàn đoán nghĩa thôi trong khi lẽ ra dù có bao nhiêu cách hiểu đi nữa thì cũng phải chọn một vì tác giả không sáng tác ra để ai muốn hiểu sao thì hiểu và tất nhiên là chỉ có một cách hiểu đúng ý tác giả những người hiểu sang là đi qua đã dựa vào hai cơ sở sau thứ nhất họ cho rằng qua sông ở đây giống như vượt qua một bến mê như con người cần phải học mới sống tốt được Thứ hai, họ dựa vào hai câu trước của bài ca dao dưới đây. Bồng bồng mẹ bế con sang, đò dọc quan cấm đò ngang không chịu. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Như thế thì rõ ràng chữ sang trong câu thứ nhất có nghĩa là đi qua, nên chữ sang trong câu thứ ba cũng không thể khác. Nhưng sự thật thì không phải như thế. Ngày xưa dưới thời phong kiến, sĩ, nông, công, thương là bốn giai cấp trong xã hội, trong đó sĩ là cao quý nhất, sang trọng nhất. Cái học được người đời coi trọng vì người học giỏi thường đổ đạt và được ra làm quan. Cái sang đi theo sự đổ đạt một cách hiển nhiên nên mới có vinh quy bái tổ, ngựa anh đi trước, kiệu nạn theo sau. Bây giờ đến chữ kiều trong cầu kiều. Cầu kiều là loại cầu công, cao vút lên, trông như cái yên ngựa được xây để nối từ bờ đi ra nhà thủy tạ trên mặt hồ trong cung vua hay phủ cú quan những nơi như thế mà xây cầu ngang thì trông không sang trọng bằng cầu kiều chữ kiều ở đây có nghĩa là cây cầu cao và công hẳn lên muốn con hay chữ tức là muốn cao sang quyền quý muốn được đổi đời chứ không chỉ là muốn sang sông nhưng như thế thì hai câu trước có ý nghĩa gì thật ra hai câu đầu ấy là một sự lắp ghép của người đời sau chứ không phải là bản gốc vị tác giả nào đã ghép một cách thô thiển quá nên không chỉ làm hư chữ sang mà còn đưa thêm ý lạc đề nữa chuyện đò dọc đò ngang bị quan cấm ở đây thật là vô lý ý chính của câu ca dao là trọng thầy mới được làm thầy chứ không phải là nói về tinh thần vượt khó hay phản ánh sự bất công của xã hội Câu chuyện dông dài phía trên đã gợi cho tôi một ý niệm nguyên sơ về nhân sinh quan, về cách nhìn cuộc sống. Tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy rằng có người cần phải có một cái gì đó nâng đỡ, dẫn dắt. Tôi cảm nhận vai trò của người thầy trong quá trình sống của chúng ta. Sau này khi trở thành sinh viên, bước chân vào Sài Gòn với những ngày tháng chui vào Thư viện Quốc gia ở góc đường Lý Tự Trọng để đọc sách miễn phí mà phần lớn là sách lịch sử, triết học và văn chương tôi nhận ra một điều có lẽ là quan trọng nhất cho một đời người. Đó là sự học. Nói rõ hơn thì đó là sự tự học mà bước chân đầu tiên trên con đường gồ ghề trắc trở đó là phải học để tìm ra cho mình một nhân sinh quan. Nhân sinh quan là gì? Có lẽ chúng ta đã từng được nghe hay bị nghe những câu hỏi không kèm lời giải đáp như Ta sinh ra trên đời này để làm gì? Ta từ đâu đến Ta sẽ đi về đâu, và cũng không nhớ được lần đầu tiên gặp câu hỏi loại đó là khi nào. Có ai đó hỏi mình hay tự nhiên trong đầu ta nghĩ ra nó, có người bỏ công đi tìm câu trả lời, có người không quan tâm lắm vì dường như cuộc đời của mỗi người vẫn cứ trôi qua mà không nhất thiết phải trả lời cho xong những câu hỏi nhức đầu đó. Nhưng điều trớ trêu là chúng không chỉ xuất hiện một lần rồi thôi, và cũng không phải chỉ vỏn vẹn có vài câu hỏi ta lại nghe vang lên trong đầu những lời mang đầy tính triết lý khác. Chẳng hạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này? Tại sao có người vẫn đau khổ đến mức tự tử khi họ đã có trong tay hầu hết những thứ mà người đời mong muốn? Hay nếu được quyền quyết định, ta có chọn được sinh ra không? Một lần nữa, cũng như trên, người này tìm cách trả lời trong khi người khác tiếp tục thờ ơ, nhìn nó đi qua trong lặng lẽ đến một lúc nào đó thì hầu như tất cả chúng ta đều muốn có câu trả lời trước khi bước tiếp bởi lần này nó sẽ hiện ra một cách sát sườn hơn với những việc quan trọng và cụ thể trong đời sống hàng ngày chứ không xa xôi không mơ hồ khiến chúng ta phải dừng lại bỏ ra một phút suy tư chứ không thể làm ngơ được nữa làm cách nào để phân biệt đúng sai thế nào là tình yêu quê hương đất nước hạnh phúc nằm trong đời sống vật chất hay đời sống tinh thần dù chỉ đến và đi qua một lần trong tâm trí, nó cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Đã có nhiều người nhờ nó mà thức tỉnh, bớt u mê rồi tự tìm ra con đường chân lý. Nhân sinh quan được hình thành trong suy nghĩ và sẽ quay lại dẫn dắt con người bước đi một cách vững vàng. Lý tưởng nhất là làm gì thì làm. Trước khi tốt nghiệp phổ thông ở tuổi 18, dứt khoát ta phải tìm ra cho mình một nhân sinh quan triết lý tạo ra nhân sinh quan, các triết lý lớn. Muốn thấy được nhân sinh quan, trước tiên phải có triết lý. Tiếc thay chương trình học 12 năm phổ thông của chúng ta hiện nay không có môn triết. Học sinh cấp 3 không được học triết một cách đầy đủ là vì chúng ta không biết đến một triết lý giáo dục. Không có triết lý giáo dục thì mục tiêu sẽ rất mơ hồ hay có khi còn tệ hơn nữa nếu mục tiêu đó sai. Để phần trình bày được ngắn gọn, tôi xin nói mấy ý như sau. Mục đích của 12 năm phổ thông không phải là học để làm việc, mà là học để làm người. Nói rõ hơn là làm người có văn hóa, tức là biết phân biệt phải trái, đúng sai. Thiếu môn triết thì không thể giúp phân biệt phải trái, đúng sai, khó trang bị đủ cho học sinh tư cách làm người. Mục đích của 4-5 năm đại học không phải là học để có một nghề, mà học để biết làm việc, nhiều người học chuyên môn trong chương trình đại học, nhưng khi ra đời thì không mưu sinh bằng nghề đó. Vì thế khi còn ở trong trường đại học, sinh viên phải xác định là học cách tư duy, nhất là tư duy logic và tư duy phản biện để rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và giải quyết công việc sau này. Ra trường ai cũng phải kiếm việc làm. Mục đích của những năm đầu tiên sau khi ra trường không phải là để kiếm tiền mà là để có một nghề nghĩa là phải biết tạm thời quên mấy tấm bằng đại học vừa mới có được để tập trung học hỏi, hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Đó là quá trình trưởng thành của một con người. Quá trình này đòi hỏi một điều khá khắc khe là trong những năm cấp 3, môn triết phải được dạy sao cho có thể giúp học sinh hình thành được một nhân sinh quan trước tuổi 18. Quy trình đơn giản của nó là triết lý tạo ra nhân sinh quan, rồi nhân sinh quan tạo ra hệ giá trị và cuối cùng là sống theo hệ giá trị đó ta hãy điểm qua những triết lý đang đại diện cho phần lớn nhân loại hiện nay để dần hiểu thêm nhân sinh quan được tạo ra như thế nào cần nhớ điều này triết lý là cơ sở để phát sinh nhân sinh quan nhưng hai người cùng tin một triết lý thì không nhất thiết phải có nhân sinh quan hoàn toàn giống nhau nhân sinh quan còn có thể thay đổi triết lý chung của khổng giáo là trung thứ trung thực và biết nghĩ cho người Nhân sinh quan của khổng giáo là vô khả, vô bất khả. Không gì là không thể và cũng không có gì bắt buộc phải là như thế. Hệ giá trị là nhân trí dũng. Sống theo các giá trị này sẽ ra dung mạo của người quân tử, đem lại nhiều lợi ích cho nhân quần xã hội. Hiểu được chữ trung thứ của khổng tử, ta cũng sẽ hiểu tại sao Ngài có quan niệm, nhân chi sơ tánh bổn thiện và chủ trương dùng lễ trị đã tin con người vốn thiện do không hiểu biết mà thành ác, thì việc của nhà quản trị xã hội chỉ là dạy cho dân biết lẽ phải, biết phân biệt thiện ác, chính tà, thì tự khắc người ta sẽ biết đi theo nẻo chính. Theo triết lý đó thì ai cũng phải vươn lên và giúp người khác vươn lên. Không thành công cũng thành nhân. Mọi việc đều có thể mà cũng không việc gì bắt buộc phải là như thế. Vô khả, vô bất khả là phương chăm sống của các nhà nho chân chính với những sinh quan đó người ta sẽ sống rất càng đảm tôn giáo lớn như thiên chúa giáo có phần giáo lý đồ sộ khó lòng nói tóm tắt trong một vài trang hệ thống giáo lý thiên chúa giáo có phần cựu ước đặt trọng tâm vào gia phê thiên chúa và phần tân ước xoay quanh cuộc đời và những lời dạy của đức giê xu kitô thực ra phải gọi triết lý thiên chúa giáo là thần học thì đúng hơn bởi bây giờ riêng giải thích khái niệm ba ngôi thiên chúa thôi cũng đã hết hơi khái niệm tam vị nhất thể gồm chúa cha chúa con và chúa thánh thần mà người ki tô hữu hàng ngày làm dấu thánh giá đó không phải ai cũng hiểu được nếu không có một đức tin mà đức tin thì không phải nhờ người ta thông minh hay tự nghiền ngẫm mà có đức tin là một ơn gọi là được thiên chúa gọi mời ta chỉ cần đáp lại lời mời yêu thương ấy thiên chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Chúa Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Từ nền tảng đó, các Kitô hữu xác định phương châm sống của mình là mến Chúa, yêu người. Sống theo phương châm này, ta cũng rất can đảm, không chạy theo bả phù hoa, không ham tranh giành quyền lợi và luôn tốt với nhau. Phật giáo ban đầu có phần giáo lý là những lời dạy của đức thích ca mâu ni, người đã từ bỏ ngai vàng đi tìm chân lý để cứu khổ cho nhân loại. Triết lý Phật giáo có nền tảng là tứ diệu đế, con đường thoát khổ là bát chánh đạo. Phật giáo giúp con người nhận ra những quy luật lớn đang vận hành vũ trụ như luật luân hồi, luật vô thường, luật nhân quả, luật duyên sinh. Từ đó sinh ra nhân sinh quan, vạn sự tùy duyên. Phản sự tùy duyên không phải là tới đâu hay tới đó ngơ ngác nhìn đời, mà ngược lại, vạn sự tùy duyên là bình thản đón nhận mọi điều xảy đến cho mình, dù vui hay buồn, vì tin rằng việc gì đã đến với mình đều có lý do. Ta thử xem xét luật vô thường. Làm ví dụ, vô thường nghĩa là không gì tồn tại vĩnh viễn, không có gì là đời đời mãi mãi. Vạn vật luôn đổi thay, vạn vật sinh ra rồi diệt đi trong mọi vị trí không gian và trong mọi khoảnh khắc thời gian. Một hành tinh khổng lồ cũng thấy, mà một nguyên tử nhỏ bé cũng thấy. Một ấn tượng sâu đậm cũng trôi qua, mà một cảm giác hời hợt cũng trôi qua. Tất cả đều tuân theo luật vô thường, chỉ đến rồi đi. mỗi sự biến đổi luôn luôn, mà mỗi ngày đi qua là một sự nhiệm màu. Của cải, tài năng, sức khỏe, sắc đẹp, niềm vui, nỗi buồn, không có gì là cuối cùng không biến mất. Biết luật vô thường, để luyện tâm, để có thể can đảm sống khoảng thời gian 70-80 năm bơ vơ nơi trần thế. Những người không tôn giáo thì nhờ môn triết mà biết chọn sống theo sự kêu gọi của lương tâm và lương tri. Lương tâm là tiếng nói của sự thật ở trong lòng. Lương tri là lẽ phải, là sự biết điều đối với thiên nhiên xung quanh và con người đang cùng sống với ta. Nếu như lương tâm là món quà trời ban, ai ai cũng có, bất kể hoàn cảnh như thế nào, thì lương tri là khả năng phân biệt thiện ác đúng sai, phải học hành đàng hoàng mới có được. Khi nói ai đó là không tôn giáo, ta chỉ nói đến một cách chia nhóm tạm thời. Người này là tín đồ Hồi giáo, người kia là Kitô Tô Hữu, bạn này là Phật tử, bạn kia theo đạo Bà La Môn, còn người kia là không tôn giáo. Thực ra, người không chính thức theo đạo gì chưa hẳn là người không tôn giáo. Họ vẫn tin trong lòng rằng có một ông trời, một đấng tiên thiên nào đó đầy quyền năng và lòng yêu thương đang giữ cán cân công lý cho loài người được sống bình an nói thẳng ra thì con người là một sinh vật mang tính tôn giáo mà lẽ phải là tính lý còn môn triết là giáo lý của họ nhân sinh quan của họ là không thẹn với lương tâm người ta không sợ nghèo khổ không tham danh lợi không cần hơn thua chỉ cần tối ngủ ngon là được sống theo nhân sinh quan này tất nhiên cũng rất can đảm Đối với những người không biết triết lý, không cần lẽ phải cũng không tin vào tôn giáo thì mặc nhiên sẽ bị cuốn theo một nhân sinh quan tầm thường nhất, tiền bạc là trên hết. Gọi là mặc nhiên vì không cần ai dạy cũng có. Tham tiền là ham muốn tự nhiên của loài người. Sống theo nhân sinh quan này là chỉ cắm đầu chạy theo danh lợi, bao nhiêu cũng không đủ. Họ mãi mê chạy cho đến khi bị buộc phải dừng lại bởi một biến cố lớn nào đó bất ngờ xảy đến trong đời. Khổng tử nói, phú giữ quý, thị nhân chi sở dục giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử giả. Bần giữ tiện, thị nhân chi sở ác giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ giả. Quân tử khứ nhân, ác hồ thành danh. Giàu sang ai cũng thích, không hợp đạo đức mà giàu thì không nên làm, nghèo hèn không ai thích, không hợp đạo đức mà thoát nghèo thì không nên làm. Người quân tử mà bỏ mất điều nhân sao gọi là quân tử. Cho nên, sống trong xã hội văn minh thì hãy cố sức vươn lên, đừng để mình quá nghèo. Quá nghèo e rằng đã có một phần lỗi do mình, đó là chưa nỗ lực tận tâm hết sức. Còn sống trong xã hội u mê tâm tối thì đừng quá giàu, quá giàu trong xã hội đó làm sao tránh khỏi làm chuyện bất nhân ác độc với người khác để thu gom lợi nhuận đó là cốt cách của người quân tử nhắc lại lần nữa những người có cùng triết lý vẫn có thể sống theo những nhân sinh quan khác nhau và trong đoạn kế tiếp chúng ta sẽ thấy rằng nhân sinh quan của mỗi người có thể thay đổi theo từng giai đoạn thường là do gặp những biến cố mà họ có thêm cách nhìn mới về cuộc đời nhân sinh quan có thể thay đổi theo thời gian ví dụ điển hình nhất có lẽ là nguyễn công trứ một vị quan văn võ sông toàn có cuộc đời bao phen chìm nổi nhân sinh quan của ông khi còn trẻ là lấy hai chữ hành động làm phương tiện biểu lộ ta thấy rõ trong hai câu thơ ông viết đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông nhưng về già sau bao lần bị sóng đời phùi dập tan nát ông làm cho mình hai câu thơ khác. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà treo. Thời xưa học giỏi là để thi cử, để đổ đạt và tra làm quan. Thường thì người ta làm tất cả những điều đó trước năm 30 tuổi. Qua khỏi tuổi 30 là coi như xong. Hướng đi của cuộc đời đã được định đoạt. Thời đó ai sống tới tuổi 40 đã được xem là thọ, được xếp vào hàng trưởng lão, Thế mà Nguyễn Công Trứ lại cứ miệt mài với thi cử, trớt lên trớt xuống, vẫn kiên trì cho đến năm 41 tuổi mới đổ giải nguyên. Tưởng cũng nên dừng lại mà nói thêm một chút cho độc giả dễ hiểu hơn chỗ này. Ngày xưa người ta chia thi cử ra thành ba kỳ, thi hương, thi hội, thi định. Thi hương là để chọn cử nhân, thi hội chọn tiến sĩ, thi định chọn ba vị trí đứng đầu gọi là tam khôi, gồm thứ nhất là trạng nguyên, thứ nhì là bản nhãn và thứ ba thám hoa. Ở kỳ thi hương còn chọn thêm học vị tú tài dành cho những ai qua được tam trường với số điểm cao nhưng chưa đủ để đầu cử nhân. Sau này, người ta quy định tỷ lệ để kiểm soát là nhất cử tam tú, tức cứ một cử nhân sẽ lấy thêm ba tú tài. Người đối đầu kỳ thi hương được gọi là giải nguyên. Đứng đầu kỳ thi hội gọi là hội nguyên. Đứng đầu kỳ thi định, gọi là trạng nguyên. Nguyễn khuyến đi thi ba kỳ đoạt giải nhất cả ba nên được gọi là Tam Nguyên. Ông sống ở làng Yên Đổ nên người ta gọi ông là Tam Nguyên Yên Đổ. chữ Đổ dấu hỏi nhiều người viết sai chính tả thành Yên Đổ dấu ngã. Đường hoạn lộ của những người thi cử Đổ đạt thật là rộng mở như được đúc kết thành câu: tiếng phi quan, thoái vi sư. tiến tới thì làm quan, còn lui về thì dạy học trò. Những tên tuổi khoa bảng trong lịch sử Việt Nam được nhiều người biết đến có Mạc Điểm Chi là trạng nguyên, Lê Quý Đôn là Bản nhãn, Phan Thanh Giản là tiến sĩ, Tú Xương là tú tài. Quay lại chuyện nhân sinh quan của Nguyễn Công Trứ, hẳn phải là một người rất có chí khí thì mới kiên trì đi thi đến năm 41 tuổi, tuổi của hàng trưởng lão. Hai câu thơ trước cho thấy rằng ở ông có một thái độ sống rất mạnh mẽ đã làm thân trai đứng giữa trời đất thì phải hiên ngang lưu danh cùng sông núi. Nguyễn Công Trứ cũng đã toại nguyện với nhân sinh quan đó, bước chân vào chốn quan trường và giữ nhiều vai trò khác nhau. Nhưng có lẽ đóng góp lớn nhất của Nguyễn Công Trứ cho triều đình và cho đất nước là thời gian ông nhậm chức doanh điện sứ với thành tích mở mang các khu dân cư ở Thái Bình, Hà Tĩnh và Ninh Bình. Nguyễn Công Trứ văn võ song toàn, ông giỏi văn chương lại có tài cầm quân đánh giặc dẹp nhiều cuộc nổi loạn và có công lớn trong cuộc chiến việt xiêm đời ông là một giai đoạn đặc biệt của lịch sử việt nam ông sinh ra và lớn lên khi đất nước chuyển từ nhà tây sơn sang nhà nguyễn thi cử đỗ đạt khi đã lớn tuổi mà vẫn còn rất khỏe đủ sức làm quan trải ba triệu minh mạng thiệu trị và tự đức vinh quang và đầy sóng gió ông từng bị giáng chức thậm chí có lần bị xử trảm giam hậu, nhưng sau đó được tha, bị đầy đi làm lính thú biên thùy. Nói chung là lên voi xuống chó. Những điều đó có thể làm thay đổi thái độ sống của bất kỳ ai, thay đổi nhân sinh quan của con người. Nhân sinh quan thay đổi phản ánh một điều là triết lý sống của người đó đã có phần thay đổi. Từ chỗ hoạt động không biết mệt mỏi, cuối đời ông lại đánh giá cao chữ nhàn. Nhàn không nhất thiết là vị kỷ, làm cây thông đứng giữa trời mà treo vẫn có thể là vị tha. Một điểm không thể không nhắc đến khi nói về danh thần Nguyễn Công Trứ là ông rất đào hoa. Năm 73 tuổi cưới vợ mới, khi cô dâu hỏi tuổi, ông vui vẻ đáp, ngủ thập niên tiền, nhị thập tam. 50 năm trước thì anh mới 23 tuổi. Thì ra trong cái thân xác tưởng héo hon bởi những mưu mô chốn quan trường và những nhọc nhằn trên lưng ngựa vẫn còn nguyên một tâm hồn mãi mãi tuổi thanh niên. Nói tóm tắt về con người văn võ song toàn ấy, tôi nghĩ đến ba chữ: thanh liêm, can đảm và biết thương dân. Vì vậy mà sau khi chết, Nguyễn Công Trứ đã được dân ở rất nhiều nơi lập đền thờ. Như vậy, nhân sinh quan của một người là có thể thay đổi tùy thuộc vào những gì bản thân trải nghiệm được. Những trải nghiệm đó phải đủ mạnh để có thể tác động đến triết lý sống. Từ đó làm thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với cuộc đời. Trong những trang sắp tới, tôi muốn giới thiệu với các bạn một cách thực hành để chúng ta tìm kiếm trong 30 ngày cho mình một nhân sinh quan. 30 ngày tìm kiếm một nhân sinh quan. Vì triết lý là thứ khô khan, nên trước khi đọc phần này, các bạn hãy rót cho mình một ly nước để thỉnh thoảng nhấp một ngụm cho đỡ khát rồi chúng ta hãy bắt đầu. Nhân sinh là đời người, là kiếp người. Quan là nhìn, là xem. Nhân sinh quan là cách nhìn về cuộc đời, là sống làm sao cho có ý nghĩa. Bảy tỷ rưỡi người trên thế giới này đang sống với nhiều nhân sinh quan khác nhau. Khác nhau, nhưng có những thứ ai cũng phải thừa nhận. Đó là các giá trị phổ quát của nhân loại mà dựa vào đó người ta biết được điều nên làm hoặc nên tránh, biết phân biệt phải trái đúng sai. Môn triết là ngọn đuốc dẫn đường cho nhân loại cách phân định phải trái đúng sai đó và chúng ta sẽ dựa vào nó để biết cách tìm kiếm nhân sinh quan lộ trình của tôi gồm bốn mục cần hiểu và thừa nhận dưới đây một mỗi người phải được sống như là một con người với đầy đủ quyền của mình đích đến của loài người là một xã hội văn minh trong đó mỗi cá nhân đều được hạnh phúc hai có những quy luật đã được thiết lập từ trước để điều khiển và dẫn dắt loài người đi đến đích. Không ai có thể cưỡng lại các quy luật đó, nghĩa là loài người luôn tiến về phía văn minh. 3. Mọi người đang sống trong tình liên đới, có ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhau khi sống đời của mình. 4. 30 ngày thực hành để tìm cho mình một nhân sinh quan. Ta hãy xem kỹ từng mục. Mục số 1. Mỗi người đều phải được sống như một con người với đầy đủ quyền của mình, đích đến của loài người là một xã hội văn minh. Loài khủng long khi thống trị trái đất cách đây hơn 60 triệu năm đã thực hành được điều này vì chúng vốn không có cái khôn tai ác là thấy những nguồn lợi từ đồng loại. Loài sư tử làm vua thảo nguyên châu Phi cũng chỉ biết nguồn thức ăn đến từ ngựa phần, linh dương hay trâu rừng chứ không thấy những nguồn lợi từ đồng loại. Chúng chỉ ăn khi đói ăn no thì bỏ thừa thức ăn rồi đi nằm. Khi nào đói lại, chúng sẽ đứng lên đi tìm con mồi khác. Bọn sư tử không biết tính toán, phơi khô thịt con mồi để dành cho tương lai. Chúng không biết đổi thành tiền mặt, đô la hay vàng để cất cho gọn. Mà quan trọng nhất là chúng không phát hiện ra cái lợi ích từ việc bốc lột, ức hiếp hay giết hại đồng loại. Tuy không đưa ra luật tôn trọng đồng loại nhưng khủng long và sư tử đã vô tình sống đúng với tinh thần của luật đó từ lâu chúng ta thì khác chúng ta không chỉ sống với nhau mà còn xét sự tương quan rồi xếp thứ tự cao thấp nữa những kẻ được xếp chiếu trên dành nhiều quyền lợi hơn những kẻ ngồi dưới thấp vì có tài hơn hoặc có sức mạnh hơn hoặc biết cấu kết với nhau để dễ bề chiếm đoạt tài sản của những kẻ yếu thế hơn từ đó trong xã hội loài người có sự phân biệt phải trái chính tà có tài năng giúp người là chính dùng sức mạnh để chiếm đoạt của người khác là tà văn minh là khi phần lớn mọi người đều biết đi về nẻo chính và đó cũng là nhiệm vụ của triết học loài người không có cái hồn nhiên của khủng long và sư tử đã đành lại còn có thêm hai căn bệnh lớn nữa là không quên nổi quá khứ và lo lắng về tương lai không quên quá khứ nên không ngừng đau khổ lo lắng về tương lai nên sợ hãi thường xuyên căn bệnh đầu tiên kèm giữa con người trong đau khổ còn căn bệnh thứ hai nhấn chìm chúng ta trong sự hoang mang mỗi tháng dù đã có thu nhập từ tiền lương hay từ kinh doanh ta vẫn hồi hộp vì sợ ngày mai không còn thu nhập nữa từ đó ai cũng bị xô đẩy kích thích để tìm mọi cách gom góp tiền của không bao giờ ngừng hai con đường chính đạo và tà đạo sẽ hiện ra mà bên phía tà đạo có nhiều điểm hấp dẫn hơn chẳng hạn tiết kiệm thì giàu chậm vơ vét thì giàu nhanh những kẻ có ưu thế trong xã hội thì luôn muốn giàu nhanh với sự hiểu biết hạn hẹp người ta dễ cho rằng tiền bạc là sự bảo đảm cho tương lai tốt nhất cách làm giàu nhanh nhất là lấy của người khác thế là các loại chiến tranh buộc phải nổ ra để cho nước này xâm chiếm nước kia người này bóc lột lấy nhà cửa đất đai của người khác nhân loại liên tiếp chìm trong u mê tăm tối mày thầy giới triết gia tuy không có quyền lực và sức mạnh như vua chúa họ vẫn có thể âm thầm bảo vệ nhân loại bằng cách đứng lên giảng dạy triết lý, những quy luật thiết yếu để con người biết phân biệt đúng sai. Cùng với mục đích tốt đẹp như các triết gia, giới chính khách thông tuệ cũng vội vàng lập ra Liên Hiệp Quốc để phổ biến những chuẩn mực hành vi trong việc quản lý đất nước và yêu cầu tất cả các nước thành viên tuân thủ. Một trong những văn bản quan trọng nhất chính là Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền con người, nhân quyền, gồm có 30 quyền, từ quyền được sống, quyền không bị tra tấn, quyền tự do đi lại đến quyền riêng tư, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, vân vân. Điều lý thú nhất nằm ở quyền thứ 30, quyền có đầy đủ 29 quyền kia. Để sống hạnh phúc, ta phải bảo vệ quyền làm người cho bản thân và cho người khác. Không ai có thể đi ngược lại với các giá trị tự nhiên phổ quát. Không một ai, dù có người cố tình đi ngược lại, thì chắc chắn sau cùng cũng phải xuôi theo mỗi người phải tìm ra mục đích sống của đời mình và hiện thực hóa nó không chỉ thế ta còn phải hiểu và giúp người khác hiện thực hóa mục đích sống của họ ta làm bác sĩ cứu người thì phải biết người làm kỹ sư xây dựng cũng đang mang lại đời sống tốt đẹp cho xã hội thông qua các công trình mình làm thủy thủ để phục vụ cho một nhóm người trên tàu thì cũng phải hiểu rằng các chính khách đang làm chính trị để phục vụ cho cả đất nước không có công việc cao sang hay tháo kém chỉ có con người cao thượng hay hèn hạ mà thôi nhưng sự quan tâm thì có khác nhau với người yêu nhân loại thì tổ quốc không quá quan trọng với người yêu tổ quốc thì gia đình sẽ được xếp sau với người yêu gia đình thì bản thân không là gì cả ta đừng hỏi người yêu nhân loại tại sao không quan tâm tới tổ quốc đơn giản là vì họ yêu thương con người vô hạn định không phân biệt quốc tịch hay biên giới quốc gia như bác sĩ vệ Xin đã trời bỏ nước Pháp để cống hiến cả đời mình cho Việt Nam. Ta cũng đừng hỏi người yêu tổ quốc tại sao không biết lo lắng cho gia đình. Tôi Đông Pha một đời làm quan triều đình nhà Tống mà gia tài để lại cho con chỉ một chữ nghèo. Ông xác định làm quan là để lo cho dân chứ không phải là để lo cho gia đình đâu. Có lần ông than, giận mình đọc hơn 5.000 cuốn sách mà không có cách nào làm cho dân khỏi đói, đó là mối quan tâm của bậc hiền nhân vậy ta cần có một mục đích sống rõ ràng để dẫn dắt đời mình đồng thời hiểu mục đích sống của người khác để có thể thông cảm đồng cảm và giúp đỡ họ hoàn thành tâm nguyện của họ xã hội càng văn minh thì con người càng được tạo cơ hội để lựa chọn mục đích sống và hiện thực hóa nó mỗi người tùy theo sức của mình mà lựa chọn lý tưởng để theo đuổi nhưng luôn phải biết rằng tất cả đều phải có trách nhiệm chung là đưa nhân loại đi về phía văn minh. Đừng làm việc gì đi ngược lại chiều tiến hóa đó. Một số 2. Những quy luật được thiết lập từ trước để điều khiển và dẫn dắt loài người đi đến đích. Không ai có thể cưỡng lại các quy luật đó, nghĩa là loài người luôn tiến về phía văn minh. Quy luật quan trọng nhất mà tôi muốn viết ở đây là luật phản phục do Lão Tử phát hiện ra, Luật này được phát biểu đơn giản như sau: Mọi việc mình làm cuối cùng đều quay trở lại. Về phương diện vật lý, luật phản phục chính là định luật 3 Newton. Ta còn nhớ định luật 3 Newton được phát biểu: Nếu tác động một lực vào một vật, ta sẽ nhận lại ngay tại điểm đó một lực cùng độ lớn nhưng ngược chiều gọi là phản lực. Sự phát huy tác dụng tức thời này để giữ cho thế giới được cân bằng, cho trái đất tiếp tục quay, cho vũ trụ không bị sụp đổ vì năng lượng tích trữ quá nhiều không có phản lực thì năng lượng không bị triệt tiêu sẽ tích trữ vào trong vật chịu tác động, như cách ta lên dây thiệu cho đồng hồ để có thể chạy được cả ngày. Hay ta nén cái lò xo rồi gài lại. Thử tưởng tượng năng lượng sóng biển, năng lượng gió mà tích lũy thì sẽ lên đến mức nào? Thật sự khổng lồ. Năng lượng đó như hàng trăm hàng ngàn đầu đạn hạt nhân treo lơ lửng, chỉ chờ một cơ hội là lập tức bung ra. Nếu như vậy thì trái đất có lẽ đã nổ banh xác từ lâu. Về phương diện xã hội, biểu hiện của luật phản phục có khi không rõ ràng như trong lĩnh vực tâm lý. Ghét người thì bị người ghét lại, thương người thì được người thương, hoặc có khi dễ thấy rõ nguyên nhân và kết quả. Lời nói bay đi thì âm thanh vọng lại, hành động hoàn thành thì kết quả phát sinh. Luật phản phục lúc này hiện ra dưới hình thức là luật nhân quả. Nếu so với định luật 3 Newton thì điểm khác nằm ở chỗ, thời gian nó quay lại cho ta thấy, phản lực trong định luật 3 Newton thì xuất hiện ngay lập tức. Âm thanh thì vọng lại sau vài giây, còn thái độ thương ghét và kết quả nhận được sau một hành động nào đó thì lâu hơn, tính bằng ngày, bằng tháng, có khi phải tính bằng năm. Luật nhân quả xảy ra tất yếu, không phụ thuộc vào ý muốn của con người, giống như khi đang đứng trên mạng tàu. Dù bạn lỡ tay làm trớt hay cố tình ném bỏ, thì viên ngọc vẫn luôn rơi xuống biển một khi đã ra khỏi tay luật phản phục chắc chắn sẽ xảy ra nhiều lúc thấy kẻ ác vẫn sống nhẫn nhơ ta buộc miệng thốt lên sao trời không có mắt công nhận là có nhiều người sống xấu xa độc ác mà hình như không bị sao cả nhưng tôi tin rằng bà đã từng thấy kẻ ác đền tội nhiều hơn luật phản phục cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta lỡ vô tình gây khó khăn cho đồng nghiệp ta sẽ gặp phải tình cảnh y như vậy khi chuyển qua công ty khác hôm nay nhận định oan cho một người ngày sau sẽ bị người khác đánh giá sai vô tình gây ra nhân mà còn phải nhận lại quả huống chi là cố tình vấn đề là quả báo đến nhanh hay chậm và người trong cuộc có đủ sáng suốt để nhận ra hay không thôi có khi trước mắt có khi bạn phải chờ nhưng luật phản phục luôn được thực thi không sai một ly nhỏ lấy của ai một cây bút gì phải trả một cây bút gì lấy của ai miếng đất phải trả lại miếng đất không chạy đi đâu được tóm lại tất cả các quốc gia cộng đồng dù lớn hay nhỏ cuối cùng cũng đi về phía văn minh có khi tự mình đi có khi được người khác cầm tay dắt dòng chảy này là quy luật bắt buộc giống như tất cả sông suối đều chảy ra biển đôi khi ta đứng trên bờ sông thấy một vài chỗ nước xoáy sát bờ có vẻ như nước cứ xoáy tròn không trôi đi nhưng sự thật là cuối cùng nó cũng chạm vào dòng chính để trôi đi nhân loại tất yếu sẽ đi về phía văn minh Mục số 3 Mọi người sống trong tình liên đới có ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhau khi sống đời của mình. Vì thế giới quá rộng lớn nên ta thường nghĩ mình nhỏ bé và không có liên quan gì với những người xa lạ, nhất là những người ta chưa hề gặp bao giờ. Giống như các tế bào da ở chân tay không biết rằng sức khỏe của chúng ta có liên quan đến hoạt động của các tế bào chuyên tiếp nhận oxy ở phổi, hay các tế bào tim không biết hoạt động của chúng phụ thuộc vào các tế bào tham gia sản xuất adrenaline ở tuyến thượng thận. Đời sống con người cũng vậy. Ta đang được hưởng thành quả công việc của rất nhiều người. Chiếc áo mình đang mặc có vải được sản xuất ở Việt Nam, được may bằng một chiếc máy may Nhật Bản, công ty may đó lại đang vận hành với phần mềm máy tính sản xuất tại Mỹ. Ta đang đeo trên tay chiếc đồng hồ có giọt mồ hôi của người thợ châu Phi người thân của ta vừa qua cơn nguy kịch trong phòng cấp cứu nhờ sự chăm sóc của các nhân viên y tế hoặc ta kịp bay sang singapore dự một cuộc họp quan trọng nhờ tinh thần làm việc có trách nhiệm của các nhân viên hãng hàng không hầu hết đó là những người mình chưa từng gặp ôm một đống tiền vào rừng sống một mình được không không có tiền nhưng khi có chuyện cần nhờ người khác không ai sẵn lòng giúp thì có sống được không không có tiền có bác sĩ ở gần giúp nhưng không có thiết bị y tế thuốc đặc trị được cung cấp từ một nước xa xôi nào đó thì có sống được không không đó chính là định nghĩa của tình liên đới chúng ta đang sống trong tình liên đới một cách rõ ràng dù mình ít quan tâm mỗi hành động dù nhỏ đều có thể gây ra một hiệu ứng liên miên bất tận nếu tối nay đi làm về muộn gặp một chị đẩy xe bán trái cây mà bạn mua hết phần trái cây còn lại trong giỏ cho chị được về nhà sớm với con cái thì niềm vui ấy sẽ kéo dài sang những đứa con và cả gia đình. Rồi các thành viên gia đình đó sẽ làm vui lây những người họ gặp. Niềm vui lan tỏa này mình có được mà không phải trả thêm một khoản phí nào. Mỗi ngày mỗi giờ khi tiếp xúc với bao nhiêu người là có bấy nhiêu người được hưởng niềm vui hoặc phải chịu buồn bởi cách cư xử của chúng ta. Những người đã khuất vẫn có ảnh hưởng đến cuộc đời ta qua công trình của họ. Thế giới hàng triệu người phòng tránh nhiều loại bệnh nhờ phương pháp chủng ngừa do Louis Pasteur phát minh từ mấy thế kỷ trước. Nhân loại văn minh lên nhờ những bộ óc siêu việt của Newton, Faraday hay Einstein. Loài người không thể sống tách trời mà luôn ảnh hưởng lẫn nhau qua tình liên đới. Chính chúng ta bây giờ, mỗi hành động, lời nói của mình đều mang lại ảnh hưởng cho người khác dù ít hay nhiều. Vị trí của bạn càng cao thì ảnh hưởng càng lớn cả tích cực lẫn tiêu cực nhất định không thể không thận trọng. Mục số 4 30 ngày thực hành để tìm cho mình một nhân sinh quan Trở lên là những phần lý thuyết. Bây giờ các bạn sẽ tìm kiếm một nhân sinh quan cho mình qua các bước sau. Tuần thứ nhất, không gấp gáp, không bị áp lực gì. Hãy bỏ ra nguyên tuần để trà soát lại một lần nữa những mục trên xem mình đã hiểu và tin rằng cần phải có một nhân sinh quan để sống hay chưa nếu chưa hiểu hay chưa hoàn toàn thoải mái thì cần giải quyết chuyện đó cho xong nhớ là nếu không chọn nhân sinh quan nào cho mình thì tự nhiên sẽ bị cuốn vào nhân sinh quan mặc định tiền bạc là trên hết bỏ ra nguyên tuần để làm gì ta có công thức này self awareness bằng self reflection cộng feedback bạn cần tĩnh tâm ngồi suy ngẫm một mình trong thinh lặng self reflection nhưng đồng thời cũng hỏi thêm ý kiến của người có hiểu biết hơn mình feedback bằng cả hai con đường đó ta sẽ có một sự tự nhận thức self awareness tốt hơn thấy được điều mình muốn biết dễ dàng hơn vì nhân sinh quan có thể thay đổi nên bạn cũng không phải quá lấy làm nghiêm trọng nghiêm túc với vấn đề thì được chứ nghiêm trọng hóa vấn đề thì không nên hơn nữa trong tuần này câu hỏi chỉ là có cần thiết phải xác định một nhân sinh quan tốt đẹp cho mình không mà thôi cách tìm nhân sinh quan là nội dung của tuần thứ hai tuần thứ hai trả soát lại xem mình có muốn chọn nhân sinh quan theo tôn giáo của mình đang có không nếu bạn là Kitô tô hữu thì hệ thống giáo lý sẽ hướng bạn sống theo tinh thần mến chúa yêu người từ đó phát sinh tâm lý chính trực cho từng vấn đề nếu là phật tử thì triết lý phật giáo đủ để hướng dẫn chọn cái nhìn cuộc đời theo hướng từ bi hỷ xã vạn sự tùy duyên làm theo được các điều như thiên chúa giáo hay phật giáo dạy thì sẽ có lòng can đảm và đức hy sinh nhiều người mang danh phật tử hay ki Tôn hữu nhưng thái độ và hành vi cho thấy họ vẫn coi tiền bạc là trên hết chúa phật xếp thứ hai rồi sau đó mới đến mọi thứ khác nếu bạn theo tinh thần khổng tử thì nhân sinh quan xoay quanh ý không gì là không thể và không có gì bắt buộc phải là như thế vô khả vô bất khả để sống một cuộc đời trung thứ, trung thực, vị tha. Tinh thần này có chứa cả nhân trí dũng là ba tính cách lớn của người quân tử. Nếu bạn không theo một tôn giáo cụ thể nào, chỉ sống theo lương tâm thì cần biết vài nguyên lý quan trọng sau đây. Thực chất không khác triết lý của các tôn giáo lớn. Yêu nhân loại thì hơn yêu tổ quốc, yêu tổ quốc thì hơn yêu gia đình, yêu gia đình thì hơn yêu bản thân. Giá trị của con người không nằm ở giàu có hay tài năng mà nằm ở lòng thương người cũng như những việc làm mang lại hạnh phúc cho người khác. Những việc mình làm đều tác động lên giá trị của mình. Giá trị của mình sẽ tăng nếu làm cho người khác được hạnh phúc và ngược lại, giá trị của mình sẽ giảm nếu làm cho người khác phải đau khổ. Lương tâm thanh thản hay không thanh thản là bởi kết quả của luật phản phục mang lại, không phải do ý chí của mình. Làm việc tốt thì không mất ngủ làm chuyện ác thì có uống thuốc ngủ cũng không ngủ được. Vị tha là phương châm hành động quan trọng. Trong mọi chuyện nên nghĩ cho người khác trước. Điều gì mình muốn người khác làm cho mình thì làm cho họ trước. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người ta. Tuần thứ ba, thực hành thay đổi thay đổi sống hoặc giữ nguyên nếu đã phù hợp với nhân sinh quan vừa chọn đối với mọi vấn đề xảy đến cho mình. Như đã nói, nhân sinh quan là cách nhìn cuộc sống mà cuộc sống thì muôn vẻ muôn màu phản ứng của mình với cuộc sống chính là phản ứng với từng màu từng vẻ đó thôi chuyện lớn chuyện nhỏ đều thế tôi xin nêu ra vài ý để tham khảo rồi các bạn tự nghĩ tiếp về cách dùng tiền cho mình hay cho người dùng nhiều hay để dành nhiều có nên để mình nghèo túng trong xã hội văn minh không có nên giàu sang trong một xã hội ưu tối không về cách cư xử nghĩ cho mình trước hay cho người khác trước cái gì đúng quan trọng hay ai đúng quan trọng hơn nên theo trường phái cả hai cùng thắng hay phải có kẻ thắng người thua về cách xây dựng hình ảnh bản thân ưu tiên trở thành người có đức hay ưu tiên cho danh hay muốn trở thành người có tiền trong danh thiếp cái tên quan trọng hay chức danh quan trọng hơn nên trở thành người thành công hay người có giá trị về lựa chọn trách nhiệm theo năng lực của mình ta sẽ đi theo lý tưởng yêu nhân loại, hay yêu tổ quốc, hay chỉ giới hạn với gia đình, ta muốn che chở người khác hay để thân ai nấy lo, ta quan niệm về trách nhiệm cá nhân trong kết quả chung tổ chức như thế nào. hầu như với bất kỳ chuyện gì ta đều có thể đặt cho mình một câu hỏi quan trọng có liên hệ đến nhân sinh quan. Tuần thứ tư, đà soát lại xem mình có thực hành nổi nhân sinh quan vừa chọn hay không trên cơ sở phân tích tâm lý bản thân thay đổi như thế nào sau tuần đầu tiên sống và hành xử theo tinh thần của nhân sinh quan đó nếu lòng thấy vui hơn và tự tin hơn thì ổn ngược lại thì hãy suy ngẫm xác định xem nguyên nhân gì đã khiến mình không vui hay không tự tin đó là do mình chưa đủ bản lĩnh hay do không phù hợp nếu thấy khó quá thì đơn giản là hãy chọn lại nhân sinh quan phù hợp hơn tìm kiếm và sống theo một nhân sinh quan là không dễ dàng lẽ ra nó phải được gieo từng hạt triết lý trong 12 năm học phổ thông để mỗi người ngay từ tuổi học sinh đã có nhiều thời gian hơn trong lựa chọn, thể nghiệm, rà soát và theo đuổi. Lẽ ra trước khi tốt nghiệp cấp 3, tất cả học sinh đều hiểu Ikigai của mình là gì để không có em nào ra vào tình trạng mơ hồ khi đặt bút điền vào mẫu đăng ký thi đại học. Tôi sẽ viết giới thiệu về Ikigai trong một mục sau. Dù sao thì muộn vẫn còn hơn không, chúng ta hãy thử làm đi chứ đừng để bị trôi vào bẫy coi tiền bạc là trên hết sống như thế uổng lắm chúng ta phải là người gánh vác một phần trách nhiệm với nơi mình đã sinh ra đừng để văn hóa dân tộc ngày càng suy kiệt đừng để tà đạo lên ngôi nếu xã hội chìm trong môi trường tà đạo cho phép những kẻ thất phu trở thành thần tượng của đám đông chỉ vì giàu có thì tuyệt đại đa số người dân sẽ thành nạn nhân của bọn chúng và dân tộc sẽ phải lụi tàn mà bước đầu tiên của quá trình lụi tàn đó là làm nô lệ cho ngoại bang. Hết phần 1 nói về nhân sinh quan. Voi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.